để tìm tiềm cận xiên của đồ thị hàm số thì chúng ta thường sử dụng cái phương pháp chủ yếu như sau đó là thực hiện phép chia đa thức cho đa thức nó và đưa cái hàm số của chúng ta về cái dạng là y bằng ai sẽ cộng b cộng mơ mơ là một cái hàm số các bạn này trên c sẽ cộng d đấy rồi sử dụng định nghĩa thì lúc này ta suy ra cái giới hạn này bằng không này fx lim của fx khi sơ dẫn Trừ ái sẽ cộng với x x dẫn cộng một hoặc trừ 1 cộng bằng 0. Đó, cái phương pháp chủ đạo như vậy. Cái phương pháp này thầy cũng đã nói nhiều lần trên kênh của thầy rồi. Bây giờ chúng ta áp dụng tìm kiểm kiến xuyên của lưu tiên hàng số này. Đây. Y bằng x phương cộng 4 x trừ 3 đến x 2. Thế bước 1 ta làm gì? Bước 1. Bước 1. Thì các bạn thực hiện phép chia đa thức x x phương cộng 4 x trừ 7. Ta thực hiện chia cho x trừ 2. Đấy. Thì chia như thế nào? Các bạn lấy x bình chia cho x -bing. được x nhân đạo đó là x bình trừ 2 x. -bing. Đó, rồi trừ đây là 0. Thì đây là 6 x trừ 7. Ok, rồi đây tiếp tục là 6 x chia x là đây, dương 6 nhân lại là 6 x trừ 12 thực hiện là trừ trừ 7 trừ trừ 12 là là dương 5 đây là dư là thường Từ cái việc chia này chúng ta đưa cái hàm số của chúng ta về dạng là y bằng gì? Thước là x cộng 6. Cộng với dư là 5 trên x trừ 2. Đây. Thì cái biểu thức a x cộng b chính là biểu thức này các bạn. Đấy. Từ đó các bạn tính bài là đoạn lim của y Trưa cộng 6 Khi y Isa dẫn đi cộng vô cùng hoặc y dẫn dẫn đi trừ vô cùng đi liên quan đi bằng 0 các Vậy Đấy. vậy y ra Y bằng đi 6 Là tìm cần đi Các bạn đi đấy còn các cái bài tương tự như thế này Đấy, những bài này các bạn tự làm nhá. chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.